Em Tùng của trại ô tô đầu mối Hải Dương xin hân hoan chào toàn thể anh chị quý vị cô bác nhà mình nhá. Đấy, hôm nay là ngày này em đang xem này, ngày 2022 này. Em Tùng xin phép lên sóng báo giá cho đại gia đình nhà mình về những dòng xe hiện đang có tại trại ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đây em xin chỉnh lại cái cam một chút nhá. Chỉnh lại cái cam một xíu này. Đấy, hơi mờ một xíu. Ok, cam lại trong lại rồi này. Đấy, về rất nhiều sản phẩm đây. Một siêu phẩm mới về nhá, Tucson 211 đây, hai cầu máy xăng đây 2.0 này. Đấy, tuy nhiên chính chủ 98 Bắc Giang, cái này mới về nhá. Vâng, cho đình tình này, cho đại gia đình mình nhá. Đấy, về thêm một nước chiếc La Chatty 2010 này, 190 triệu đồng này. Tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương 4101 nhá. Đấy, máy số keo chỉ sơn zin zin này. Đấy, về hai đầu sản phẩm mới nhá. Đấy, để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy, chào các bác vừa vào xem buổi livestream nhá. Cả mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, vái ớt mới về này, 209 này. Còn rất là nhiều xe luôn nhá. Còn rất là nhiều xe để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình luôn ạ. Đấy, comment chia sẻ bình luận nhiều lên anh chị quý vị gia đình ơi, để em Tùng vào tư vấn báo giá nào. Vâng, chào bác Tuân Mai Tuấn này, chào bác Đình Tình, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Thu Trang. Đấy, chào bác Nguyễn Thanh Hoa này, chào bác Hồ Văn Diệu, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, em xin lìa máy quanh hết một vòng quanh chợ ô tô đầu mối Hải Dương này để đại gia đình mình cùng quan sát thêm về những đầu sản phẩm em đang có nhé. Đấy, hôm nay có về một chiếc Tucson nữa nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng Tucson này, về một chiếc Tucson nữa này. Đấy, 211. Vâng, chào Toàn Vũ này, chào Hồ Văn Diệu này, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc. Đấy, còn khá đầu xe để phụ gia đình nhà mình ạ. Đấy, xe vẫn đang về nhá. Đấy, đang trên đường về một con Fire bản G 219 này. Đấy, về một con Fire bản G 219 này. Về một con Zodo 216 này. Đấy, xe đang về rồi. Đấy, xe đang trên đường về rồi, lóng hổi lóng sốt để phục vụ gia đình mình nhá. Cho bác Trần Trọng này, cho Hữu Minh Vũ, cho Toàn Vũ nhá. Đấy, còn rất nhiều xe luôn. Vâng, cho người vận chuyển này. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dùng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng nhá. Địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Nhập số 2 nhá. Xe đánh quanh chỉ vài chục triệu đến 500 triệu thôi. Đấy, đánh quanh 500 triệu thôi để phục vụ gia đình mình ạ. Vâng, cháu Nguyễn Hùng quá đẹp, cháu Trần Trọng có bán tải 400 không? Bán tải thì bên em lại chưa về mẫu nào bác nhá. Đấy, bán tải chưa có bác Trần Trọng ơi, cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi nhá. Đấy, có bán tải em liên hệ cho bác luôn ạ. Quá đẹp, vâng, cảm ơn bác Hùng Nguyễn rất là nhiều nhá. Chúc bác Hùng Nguyễn và gia đình có một buổi tối vui vẻ nhá. Chào Nam Hoàng này, chào người vận chuyển này. Đấy, hôm nay bên em có về thêm một chiếc Vivante nhá. Vivante tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Con này bán anh quanh chỉ có 160 triệu đồng thôi. Đấy, màu đen rất đẹp đây nhá, gửi gia đình mình này. Vâng, chào Liêm Đỗ này. Đấy, con mò linh xanh đây. Đấy, Vivante 160 đây. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Mo linh đỏ, có mo linh đỏ này, cứ comment, cứ bình luận đi để em Tùng tư vấn cho nào. Đây, đợi em một xíu nhá. Để lại hai số like trên phần comment để mình cùng tham khảo ạ. 0343540999 và 0347701777. Đấy, hai số hotline, hai đường dây nóng thì đã để lại rồi nhá. Cứ bình luận, cứ comment đi nhà anh đi ơi. Vâng, chào Phạm Trích ạ, chào Liêm Đỗ nhá, chào những bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn gia mình rất là nhiều nè. Ok, có mua đinh đỏ nhá. Chia sẻ và bình luận comment nhiều lên, em Tùng tiếp tục tư vấn nào. Mua đinh đỏ đây gia đình ơi. Kia mua đinh đỏ 2016, động cơ 1.25 số sàn, 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đó thì rất là lành nhá. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền 125 triệu đồng thôi. À quên, 190 triệu đồng ạ. 190 đồng cho mình nhá. Có xe là 400 không? Xe 400 có này. Y12 đầu không em? Y12 đầu thì bên em vừa bán hôm trước rồi. Đấy, bên em vừa bán Y10 hôm trước nhá. Đấy, anh tham khảo cho em mẫu khác đi, hoặc là cứ theo dõi, cứ bình luận comment đi. Theo dõi trang fanpage cho ô tô đồng Hải Dương đi nhá. Một vài hôm nữa là ông về Y12 đầu thôi. Tầm 400 triệu à? Xe nào 400 triệu à? Đây để em xem con nào tầm quanh quanh 400 triệu này. 400 triệu thì bên em có chiếc Accent nhá. Đấy, có chiếc Accent 219 425 triệu đồng. Con đấy thì hôm nay đi công vụ một chút xíu và chưa về. Đấy, một Accent 219 nhá, 400 triệu này. Đấy, chiếc này cũng tầm 400 triệu đây, tham khảo cho em đi. Mới về đây, siêu phẩm mới về đây ạ. Tucson 2011 nhá, đăng ký làm bánh 2012. Con này động cơ 2.0,
Đấy, hai cầu nhá, số tự động. Đấy, hai cầu số tự động nhá. Bên em đang bán với cửa tiền là 445 triệu đồng. Đấy, Tucson 2011. Máy số keo chỉ xin. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều auto nhá. Càng nội cam hành trình đi full kịch rồi. Cửa sổ lóc nhá. Đấy, cửa sổ lóc Panama toàn cảnh đây. Đấy. 440 triệu đồng 2011 Tucson nhá. Giá còn bớt, còn thương lượng rồi cho anh chị quý vị. Các bác nhà mình. La sang đúc 4 bánh nốp nát đẹp, có phanh tay chống một cứng ai biết rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Đèn thì còn sáng còn đẹp nhá, không có dấu hiệu rạn nứt, bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Đây, một dòng 5 chỗ gầm cao đây, đến từ nhà Hyundai đây. Hyundai Tucson 2011, hai cầu máy xăng 2.0. Vâng, cháu Nguyễn Viết Tùng, cháu Ngọc Thanh này. Chào bác Xuân Hòa. Đấy, tầm 400 thì có con Tucson nhanh tham khảo em nhá. Vâng, cháu Thanh Thịnh này đấy. Hai đầu i10 thì một vài hôm nữa mới về cơ. Đấy, cứ theo dõi cho em buổi livestream ngày hôm nay đi. Cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Vâng, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi toàn thể anh chị quý vị gia đình mình ơi. Vâng, cháu Phạm Mai Phương này, chào bác Thái Phương Mai, chào bác Đinh Thị Thu Trang nhá. Đấy thì em xin báo giá đầu xe này mới về cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Rồi. Đấy, còn rất là nhiều xe này, đấy, mới về đây. CLV 209 số rộng nhá. Con này 405 triệu đồng này, giá còn bớt, còn thương lượng nữa nhá. Đây, em kéo cửa tí nào. Ông nào đã khóa sớm thế nhỉ. Vâng, cho anh Ngọc này. Có Zotolo 213 máy dầu không bạn. Zotolo 213 máy dầu tạm thời chưa có anh Ngọc Thạnh ơi. Đấy, cứ comment, cứ bình luận, cứ chia sẻ nhá. Theo dõi fanpage đi. Đầu nào mà chưa có thì cứ để lại số điện thoại đi nhá. Một vài nữa mà đầu xe anh chị quý mình về nhá thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho các bác ạ. Đấy ạ, cứ bình luận đây, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục chia sẻ nào. Vâng, Asen 209 à. Asen 209 bên em còn một chiếc nhá. Đấy, Asen 209 1.4 số sàn nhập Hàn, 165 triệu đồng. Đấy, la sang đúc 4 bánh lốp đáp đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc 2010 này. Biển tư nhân 14 đây, 14A Quảng Linh đây ạ. Đấy, i10 hạ alo. Ok anh nhá, em đã chụp lại màn hình rồi này. Cháu Tùng này. Đây nhá. La sang đúc lốp nắp đèn này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá, đăng ký đăng kiểm dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay nhá. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều. Vai ốt như thế nào vậy? Vai ốt thì tạm thời bên em đang còn 2 chiếc nhá. Một chiếc 2010 và một chiếc 2009 bản E. Đấy. Và một chiếc 2019 bản G số động thì đang trên đường về anh nhá. Đấy, anh có quan tâm đến dòng Vios tầm bao nhiêu tiền thì cứ bình luận đi, bình luận xem Vios tầm bao nhiêu tiền nào để em Tùng tư vấn cho nào. Quay CRV đây anh. Ok, bác Trần Trọng có CRV nhá. Đây CRV đây, CRV mới vào đây nhá. Quá nhiều xe cho Thanh Tùng, cho chú xem con Tucson đi. Ok nhá, bác Phạm Trách nhá. Ok, chốt đi. Đây CRV đây anh chị quý vị ơi. CRV 209 2.4 số động nhá. Đấy, 2.4 số động này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la sang đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì tích hợp trên gương kính cụp xe điện này. 2019 số động. Đấy, con này bên em đang bán được cửa tiền là 405 triệu đồng thôi. 405 triệu đồng, CRV 209 nhá. Tư nhân chính chủ 37 Nghệ An Quê Bác đây. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng nha anh nhá. Anh Trần Trọng mà có đang quan tâm đến mẫu CRV này. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá để em tư vấn này, gửi hình ảnh và video chi tiết này cho nhá. Chào bác Thăng Tòng này, tầm 300. Chào bác Lê Văn Tín, tầm 333 triệu à. Tầm 333 triệu rồi, em xem có mẫu nào để tư vấn cho anh nhá. Ok, là cháu quay con Tucson mới về cho bác Phạm Trách nhá. Bác Phạm Trách đang xem buổi livestream này, cho cháu gửi lời chào và chúc sức khỏe bác Phạm Trách nhá. Đấy, chúc bác Phạm Trách của tối vui vẻ. Đây tầm con Phạm. Đây con Tucson mới về đây bác Phạm Trách. Bác Phạm Trách ơi, Hyundai Tucson 211 hai cầu máy xăng 2.0 nhá. 98 Bắc Giang chào cả nhà mình đây. La xăng đúc lốp nắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan tích hợp trên gương kính cụp xe điện nhá. Option cửa sổ trời panorama toàn cảnh nhá. Đấy, con này bên em đang bán được cửa tiền là 445 triệu đồng. Số động động cơ 2.0. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí này, cũng như là tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng này, đầu đài màn hình theo xe nhá. Cam đồi cam hành trình thì full kịch rồi. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng rồi.
Đấy, SUV CR Tucson 2011 nhá. Đấy. Ơ, cảm ơn bác Nguyễn Viết Tùng rất là nhiều này. Đấy, ok. Đấy, tầm loanh quanh 300 triệu mà gầm cao này. Tầm 300 triệu gầm cao anh quan tâm cho em mẫu đi. Đây. Santa Fe nhá. Santa Fe 7 chỗ đây. Santa Fe 2007 động cơ 2.7 máy xăng này. Đấy, số động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền loanh quanh 300 triệu đồng thôi. 300 triệu đồng. Đấy, giá bằng con Morning được ạ. Đấy, bác nào mà quan tâm nhắn tin trực tiếp đây, gọi qua fanpage hoặc là Zalo của em nhá. Đấy, Santa Fe 2017 207 315 triệu đồng. Đấy, vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, đầu đài màn hình theo xe nhá, điều hòa ô tô này. Đấy, cần số zích zắc này, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2023 nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho gia đình mình là 315 triệu đồng ạ. Vâng. Con Tucson ấy là giá là 445 triệu đồng anh Hùng Nguyễn nhá. Vâng, chào bác cơ khí Tuyên Thắm này, lâu lắm rồi mới gặp lại bác cơ khí Tuyên Thắm này. Cho em vài lượt like và lượt chia sẻ đi bác cơ khí Tuyên Thắm ơi. Chào bác Mô Đi Lộc này. Chào Nguyễn Viết Tùng, chào bác Ngô Minh Khôi, chào bác Long Quý. Chào bác Thăng Tòng, chào bác Lê Văn Tý này, chào đại gia đình mình nhá. Vâng, chào bác Trần Tuân nhá. Chào đại gia đình mình ạ. Có con mình Mô Linh là biển 9, còn con Mô Linh là biển 990 à? Mô Linh biển 99 à? Đâu em xem nào. Morning biển 99 thì tạm thời bên em lại không còn bác ơi. Đấy, Morning biển 99 thì chưa còn rồi. Đấy, bác đang quan tâm dòng Morning nào nhá, tầm bao tiền cứ bình luận, cứ comment đi em Tùng tư vấn cho nhá. Còn Morning biển 99 thì chưa còn rồi. Vâng, chào Lê Minh Lê Văn này. Đấy, chào đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền Tổ quốc nhá. Đấy, Tucson 445 triệu đồng. Đấy, cứ bình luận, cứ comment đi nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Em Tùng tiếp tục giảm giá tư vấn cho. Vâng, tiếp theo đây thì em xin báo giá những đầu sản phẩm đang có nhá. Nhà mình đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, giá tiền tầm bao nhiêu, thủ tục mua bán ra sao nhá, cứ bình luận đi em tư vấn cho ạ. Trước mắt anh chị quý vị nhà mình đây nhá, Hyundai Grand i 12/14 bản đổ nhá. Động cơ 1.0 số sàn tư nhân chính chủ 32 Hà Nội phố đây. Bản đổ phun kịch được trang bị la răng đúc. Đấy, la răng đúc. Có vành đai chống bó cứng A rồi. Xin nhan dạng mít tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện này. Con này đang bán với cửa tiền là 245 triệu đồng nhá. i11 đầu bản đồ. Vai ớt màu đen bao nhiêu vậy? Vâng, vai ớt màu đen đây. Có ngay vai ớt màu đen đây. Toyota vai ớt lồi đồng cối đá 2009 bản E nhá. Con này bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương đang giao bán với cửa tiền là 230 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng thưa chị quý vị nhá. Đây, bản E xịn này, trang bị la răng đúc, lốp nạp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ai hết rồi. Đấy. Tay nắm cửa này, đấy, tay nắm cửa thì được độ lên giải đèn nét rất đẹp nhá. Thì mình cùng quan sát cùng em này. 209, máy số keo chỉ, sơn si thì còn chất còn đẹp. Vô lăng túi khí, gương kính chỉnh điện bốn quánh. Đây, màn hình OLED cỡ lớn, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất sạch sẽ mang về sẵn đi thôi. Sẵn sử dụng nhu cầu của gia đình của mình nhá. Đấy, Fire bản E209 230 triệu đồng. Đấy, gửi đến gia đình mình nhá. Xe đẹp giá yêu thương ok. Vâng, chào bác Thanh Ngoan ạ, chào bác Thịnh Ca này, chào bác Quang Anh này, chào bác Thái Nguyên Hưng. Đấy, con Fire này màu đen 209 230 triệu đồng bác nhá. Đấy, quan tâm cho em đi. i12/14 bản đổ 240 này. Vios 209 này, con này là 230 triệu đồng này. Báo giá tiếp tục cho gia đình mình những dòng 7 chỗ nhá. Vâng, chào bác ô tô Xuân Hùng ạ. Đấy, lâu lắm rồi mới gặp lại bác ô tô Xuân Hùng nhá. Ok, chốt. Chốt luôn con Vios này cho bác ô tô Xuân Hùng này. Đấy, cho em xin vài lượt chia sẻ, vài lượt tìm đi bác Xuân Hùng ơi. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá để chốt cho bác con Vios 2009 ạ. Không có một nửa màu đen là vàng cát à? Ok, còn một nửa màu đen là vàng cát đấy nhá. Đấy, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày nay, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đây, con nửa màu đen nửa vào vàng cát đây bác Văn Tính ơi nhá. Vios 216 bản E 1.5 số sàn đây. Đấy, con này bên em đang chào bán đến cửa tiền là 360 triệu đồng. Đấy, 360 triệu đồng. Vios 2016 màu vàng cát đây. Độ phong cách Maybach 2 màu đây ạ. Đấy, màu vàng cát ở dưới này, màu đen ở trên này, la răng đúc 4 bánh, có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Đấy, xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Con này thì được bác chủ cũ độ lên cặp đèn bi cầu nhá. Đấy, các bác nhà mình đấy lợi thế rất là nhiều luôn. Đấy, vô lăng túi khí này, màn hình cova cỡ lớn này, cam đùi cam hành trình đầy đủ nhá. Con này bên em bán cửa tiền là 360 triệu đồng, bao phí rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Vios màu đen biển tỉnh nào vậy? Con này biển 35 nhá, 35 Bãi Đính Ninh Bình nhá. Đấy, con Vios
Con Virus này nhá, con này biển 22 Cao Bằng này. Virus màu vàng cát vừa rồi 360 triệu đồng. Đấy, con đấy biển 22 Cao Bằng này. Còn con màu đen này biển 35 Bãi Đính Ninh Bình này. Vâng, cho Thái Nguyên Hưng. Con báo giá ghét xanh à? Ok, có ghét xanh này. Đâu nhỉ, con ghét xanh đang dựng đâu nhỉ? Đây, ghét xanh biển tư nhân 89 Hưng Yên này, 4 số một chủ từ đầu đấy nhá. 135 triệu đồng, 1.0 số sàn. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu bền bỉ này. Đấy, Hyundai Getz 2010. 1.0 nhá, máy số keo chỉ sơn si còn chất. Cầm bệ thì chắc chắn không mục mọt nhá, 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được cho đại gia mình đang quan tâm ạ. Vâng, chắc Trần Thăng chốt luôn. Vâng, cảm ơn bác Trần Thăng rất nhiều này. Chào bác Phạm Nga, chào bác Hoàng Trưởng này. Chào bác Đinh Văn Viện, chào bác Thái Nguyên Hưng này. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. 200 triệu Virus 2009 à. Đây, 200 triệu Virus 2009 thì anh tham khảo cho em con này nhá. Đây, Virus đen 2010 luôn, 200 triệu đây, tham khảo cho em chiếc này bác ơi. Biển 30E đây, Hà Nội phố đây. Virus 2010. Đấy. La răng đúc tam 4 bánh này, lốp lao đẹp, máy số keo chỉ sơn si còn chất này. Đấy, con này bên em bán được cửa tiền dưới 200 thôi. 195 triệu đồng thôi nhá. Đấy, Virus màu đen 2010. Xin nhan trên gương, gương kính cục xe điện rồi. Tay lắm cửa viền chân kính thì bọc lốc. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 này, đăng ký còn 5 nữa luôn. Đấy. Con này bán với cửa tiền 195 triệu đồng thôi nhá. Đấy, bác tham khảo cho em mau đi. Còn con Virus bản EA kia thì 200 thì không được đâu anh ơi. Đấy. Lên lên một xíu đi, lên lên một xíu đi. Này em bán cho tôi. Vâng, cháu Huy Võ này. Cháu Huy Dương Văn, cháu Triệu Linh này. Đấy, chào đợi cho mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Ờ, báo giá đâu nhỉ? Thôi báo giá từ đầu dưới này đi. Báo giá từ đầu dưới này hết về đi cho mình cùng tham khảo này. Accent 209 này, 160 triệu đồng báo giá rồi này. Đây báo giá từ đầu xa xa này. Cho anh chị với mình cùng quan tâm nhá. Đang quan tâm mẫu nào dòng nào cứ bình luận, cứ comment đi nhá. Để em cùng tư vấn trực tiếp cho nào. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên gia đình ơi. Vâng, tiếp theo nhá. Sedan 2 đầu màu đen La Chetti 2009, đăng ký là bánh 2010. Biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đây. Đấy, sedan 2 đầu phân khúc hạng B mà chỉ có 145 triệu đồng thôi. La sáng lúc lốp lao đẹp, xin nhan tích hợp trên sườn xe nhá. Đấy, những chi tiết được viền đèn này, ốp gương, tay lắm cửa viền chân kính thì bọc lốc rồi. Cam nồi cao hành trình đầy đủ. Đấy, sedan 2 đầu màu đen sang trọng lịch sự mà chỉ có 140 thôi này. 145 triệu còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào bác Triệu Linh này. Chào bác Ngoan Thanh này. Đấy, chào bác Phong Hà, chào bác Lưu Anh Tuấn này, chào bác Thu Hằng này. Xin chào 500 anh em chia sẻ mạnh lên nào. Bất gì đâu cả nhà mình ơi. Vâng, cảm ơn bác Cao Biển rất là nhiều này. Cạnh mẫu là Chetti 2009 rồi. Tiếp cho đây em báo giá cho gia đình mình nhá. Đây, Mitsubishi Outlander số động 2.0 2016, đăng ký vào năm bánh năm 2018 này. Đấy, con này thì bên em cầm hồ sơ này. Con này bên em thì hồ sơ cầm tay rồi, nên những thủ tục mà sang tên đổi chủ, bấm biển là thay chủ mới trong ngày thôi. La sang đúc được trang bị 4 bánh, lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, gương kính, cụp xe điện. Đấy, nội thất ghế da màu be rất là sáng, rất là đẹp đây. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền gia đình mình 565 triệu đồng. Đấy, bao phí rút hồ sơ này, bao vận chuyển cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhá. Đấy, hỗ trợ đến 70% giá trị xe. Mitsubishi Outlander 2016 số động 565 triệu đồng. Vâng, chào bác Đăng Hậu này, chào Lương Quỳnh Chi này. Đấy, chào tất cả các bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Những anh chị quý vị nào, các bác nào mà hôm nay mới vào xem buổi livestream lần đầu, hãy cho em Tùng cho ô tô đồ Hải Dương xin một đợt theo dõi, một đợt like fanpage để không bỏ lỡ những buổi tối giới thiệu sản phẩm của bên em nhá. Xin cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Cạnh chiếc Mitsubishi Outlander 2016 vừa rồi. Trước đây nhà mình cùng tham khảo rồi em này. La Chetti 2017 nhá. Đấy, con này bên em giao bán với cửa tiền là 140 triệu đồng thôi. Các bác nào đang cần một mẫu sedan 2 đầu tập lái tránh mưa tránh nắng này, tham khảo cho em mẫu này. La sáng đúc lốp lắp đẹp. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Máy số keo chỉ thì còn rất còn đẹp, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 ạ. Đấy, La Chetti 2007 140 triệu đồng này. Đấy. Con Morning bản C này thì lại mai xin kia thì đi giao nhá. Con Morning bản C này thì bán rồi nhá. Vâng, chào bác Trần Đức Anh này, chào bác Hậu Đặng Hậu này, chào bác Lương Quỳnh Chi, chào tất cả những anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đấy, thì ngay sau đây trước máy quay em này, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đây, một mẫu xe mà số động này, một mẫu xe số tự động. Đấy, loanh quanh 200 triệu.
cho các cô, các bác nào mà vừa có bằng nhé, muốn bổ túc tay lái này. Kia Morning 2009 185 triệu đồng. Đấy, số động động cơ 1.0. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu nhá. Đấy, bền bỉ. Máy số điện đó rất là lành. Đấy, xe này nhập hàng 2009 này. Số động mà chỉ có 190 thôi. Đăng ký đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay ạ. Xe đẹp giá yêu thương. Vâng, cảm ơn bác Trần Đức Anh rất là nhiều này. Đấy, phải xe đẹp phải giá yêu thương. Thì đây giá mang về để phục vụ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Cạnh mẫu một đầu nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng vừa rồi này. Tiếp tục giới thiệu đến chị quý vị một mẫu sedan hai đầu đây. La Chetti 2012 đăng ký vào năm bánh năm 2013. Điểm tư nhân chính chủ 34 Hải Phố nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng ạ. Đời 2012. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ Harian chiếu sáng đa chiều. Tư nhân chính chủ 34 Hà Nội phố đây. La sáng đúc 4 bánh lốp nắp đẹp. Đấy, lốp nắp còn mới luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2023. Con này bên em đang giao bán cho cả gia đình của mình với cửa tiền là 190 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu được này. Đấy, em xin quay một vòng quanh xe cho mình cùng tham khảo thêm nhé. Đấy, các bác nào mà cần một mẫu sedan hai đầu này, mấy màu đen rất lịch sự, rất sang trọng đây, quan tâm cho em mau đi. Đấy, nhắn tin riêng đi. Đấy, giá để còn bớt còn thương được ạ. Vâng, chào bác Thoa Nguyễn này. Hai, vâng, hai bác Thoa Nguyễn nhá. Đấy, chào, xin chào đại gia đình của mình ạ. Con vai ướt bẩn này, màu đen này bán rồi này. Đây còn chiếc này, đây còn chiếc này nhá, quan tâm cho em chiếc này đi. Một dòng xe đến từ nhà đây, Mazda 626 2005 2.0 số sàn nhá. 2.0 số sàn. Đấy, giá tham khảo cho anh chị quý vị gia đình nhà mình 140 triệu đồng. Đấy, 140 triệu đồng. La răng đúc này, lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, xi nhan tích hợp trên sườn xe. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin này. Đấy, Mazda 626 2005. Đấy, lộ xuất bên trong đẹp chưa thằng ơi. Đấy, lộ xuất sạch sẽ thơm tho rồi. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài nhá. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Đấy, không phải lăn tăn đi đường gì nữa. Mazda 626 205 140 triệu đồng. Asen 209 báo giá này. Đấy, Asen 209 báo giá này. Đây báo giá lốt cái hàng cuối cùng cho thầy mình cùng tham khảo nhá. Vâng, cháu Minh Phan này. Cháu Trần Bình này, cháu Đại Đình mình ạ. Đây, các bác nào mà yêu quý đẹp này, yêu quý sự sang trọng tham khảo cho em đi. Mắc lốt Daewoo nhá. Mắc lốt Daewoo 2005. Đăng ký làm bánh năm 2017 này. 2007 xin lỗi thầy mình ạ. Đấy, một chiếc xe mà từng làm mưa làm gió này, một dòng xe sang nhá. Sedan hai đầu mà phân khúc hạng D. Đấy. Con này thì mang động cơ 2.4 số tự động nhá, 2.4 số tự động này. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này. Nhà mình cùng quan sát phần nội thất bên trong của em này. Đấy, nội thất ghế da rất đẹp luôn, zin nguyên bản theo xe. Đầu đài màn hình đây. Đầu đài màn hình của hãng nhá, điều hòa auto cần số dây rắc. Túi khí an toàn thì được trang bị cả bên tắp đô phụ cạnh người lái đây. Đấy, tất cả những bề mặt của táp lô này. Đấy, và táp ly nhá, đều là bọc da. Đấy, táp lô, táp ly đều là bọc da xịn luôn. Cam đùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Sedan hai đầu, phần khúc hạng D đây. Từng ngồi chung mâm với Camry nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 135 triệu đồng thôi. Đấy, 135 triệu đồng cho gia đình ạ. Giá còn bớt còn thương lượng cho một chiếc xe sang ạ. Chào bác Nguyễn Viết Thắng này, chốc lại Xuân xe chất quá. Vâng, chào, cảm ơn bác Trần Thăng rất là nhiều này, chào bác Đặng Hậu này. Đẹp đấy, vâng, cảm ơn bác Đặng Hậu rất là nhiều nhá. Cảm ơn những đợt bình luận, những đợt những lời khen của đại gia đình của mình ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá. Chúc toàn thể anh chị quý vị đang xem bước sóng live stream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương có buổi tối vui vẻ nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Daewoo Mắc lớn 2005 này, 135 triệu đồng rồi đúng không? Tham khảo cho em mẫu này đi, tiếp tục này. Sedan hai đầu phân khúc hạng C, 1258 triệu đồng. Đấy, con La Chetti Cedric đời 2010 đăng ký năm bánh 2011. Đấy, màu đen này rất là đẹp, rất là sang trọng đâu. Đấy, form dáng 2010 mà gần như là không lỗi mốt này. Đấy, la răng đúc thì được trang bị 4 bánh, la răng đúc 17 inch. Lốp ráp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xi nhan thì tích hợp trên sườn xe. Đăng ký đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023. Đấy. Có option cửa sổ trời panorama này, rất trẻ trung, rất hiện đại nhá. Con này bên em bán với cửa tiền là 258 triệu đồng. Đấy, bao giúp hồ sơ cho chị quý vị gia đình mình. Máy số keo chỉ sơn xi zin, cầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Đấy. La Chetti Cedric 2010 ạ. Cạnh mẫu La Chetti Cedric 2010 với cửa tiền 258 triệu đồng vừa rồi nhá. Đây, màu đen rất đẹp đây. Trường xe dài xe rất đầm chắc này. Báo giá cho gia đình mình một dòng tập lái đây. Một dòng tập lái tiếp theo đây. Vios 2006 này, 130 triệu đồng thôi. Đấy, 130 triệu đồng cho gia đình nhá. Màu bạc rất là đẹp này. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất, gầm bệ chắc chắn nhá.
Đấy, không lỗ nhỏ. Con này bên em bán 103 tập lái thì mình này, sedan 2 đầu. Các bác nào muốn bổ túc tay lái tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất này. Vios 2006 màu bạc. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng được cho lại đây mình ạ. Vâng, chào bác Đào Đức Minh Tiến, chào bác Toán Đàm. Chào bác Ngọc Anh Dương, chào bác Phạm Dung này. Chào bác Biên Trường. Đấy, chào bác Lê Viết Thắng. Chào toàn thể những anh chị quý vị gia đình mình ạ. Vâng, ok bác Trần Thăng này. Vâng, cảm ơn những lượt team của bác Ngoan Thành nhá. Vâng, cảm ơn những anh chị quý vị khách hàng thân thương mình rất là nhiều này. Đây, báo giá dòng này đi. Bây giờ khá nhiều 5 chỗ này. Báo giá một dàn 7 chỗ gia đình mình nhá. Đây, một dàn 7 chỗ đây, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Toyota Vios Vua 7 chỗ 2011. Con này thì đăng ký năm bánh năm 2012 này, biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Xe là trang bị động cơ 2.0 số sàn. Đấy, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đang bán với cửa tiền là 335 triệu đồng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. 335 triệu đồng này. Đấy, các bạn nào ưng ý chốt trên buổi live stream ngày hôm nay giảm ngay 15 triệu đồng, còn 320 triệu đồng thôi cho gia đình mình ạ. Đây, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Bản em đang quay đây nhá. Bản em đang quay trước máy, quay đây bản G xịn ạ. Bản G xịn gửi đến gia đình của mình. Đấy, vô lăng túi khí có phanh đĩa chống bó cứng AS. Đấy, la xăng đúc, lốp nạp đẹp. Con này bán được cửa tiền là 330 triệu đồng thôi cho mình. Chào bác Toán Đàm, có con i10 số tự động nào M200 tầm đời 2015 không ạ? i10 số tự động 2015 thì chưa có bác ơi. Đấy, i10 số tự động 2015 thì chưa có nhá. Đấy, bác Toán Đàm cứ theo dõi chợ ô tô ở mua Hải Dương đi, cứ like đi, cứ theo dõi fanpage đi nhá. Một vài hôm nữa mà có i10 số tự động và thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Để lại số điện thoại đây. Vâng, chào bác Trần Văn Việt này. Chào bác Kệ Ló Đi này. Chào Ngoan Thanh, chào bác Bình Lê Thanh. Chào bác Thoan Nguyễn, chào đại gia đình mình ạ. Đây, báo giá một dòng, một dàn 7 chỗ luôn gia đình mình ạ. Mitsubishi Jolly 2004 đăng ký là bánh năm 2005 nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng cho gia đình mình ạ. Đấy. Mắt treo đèn cột đây. Đấy, lốp treo đèn cột mắt xích đây nhá. Con này 135 triệu đồng thôi, 7 chỗ này. Cầm cao máy thoáng nhá, phục vụ mọi nhu cầu anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, la sáng đúc, lốp lắp đẹp. 135 triệu đồng. Mitsubishi Jolly 2004 ạ. Đấy. Like nhiều rồi, vâng, cảm ơn bác Trần Văn Việt rất là nhiều này. Chốt luôn lại còn chờ gì nữa cả gia đình ơi. Đúng rồi, chốt luôn đi. Đấy, kiếm tiền thì chưa giờ nhanh như thế nhá. Cứ chốt được trên bức sóng livestream ngày hôm nay này. Đấy, chốt trước 0 giờ đêm mà chốt trước giao thừa nhá. Mỗi đầu xe giảm 10 triệu đồng luôn cho anh chị quý vị mình ạ. Đấy. Tí cụ EB bảo nhá. Ok bác Trần Văn Việt ạ. Vâng, chào bác Dũng Đình này. Đấy, cứ chốt trong ngày hôm nay trước 12 giờ đêm, trước khung giờ giao thừa nhá. Giảm 10 triệu đồng một xe gia đình mình luôn. Đằng sau mẫu Mitsubishi Jolly 2004 vừa rồi này. Tiếp tục báo giá cho anh chị quý vị nhà mình. Đây, Innova 208 2.0 số sàn bản G xịn nhá. Đây, hộp số VVTi đây, thương hiệu của dòng Toyota nhá, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu ạ. Đấy, bản G xịn được trang bị la xăng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí này. Đấy, các lồi cao hành trình thì Bắc Binh rồi đầy đủ nhá. Nội thất bên trong màu be rất đẹp đây. Con này bán với cửa tiền 265 triệu đồng thôi nhá. 265 triệu đồng. Toyota Innova 2008 cho toàn thể anh chị quý vị gia đình mình ạ. Đấy, bản G xịn, máy số keo chỉ, sơn xi thì không lỗi nhỏ luôn. Đấy, 265 triệu đồng. Chào bác Công Nguyễn Thờ Biêu này, chào bác Đình Dũng Đình, chào bác Trần Văn Việt này, chào bác Đức Anh, chào Đại Đình mình ạ. Đây, Morning, đây Morning biển 99 đấy nhá. Bác làm một vẻ Morning biển 99 này em thoát này này. Đấy, Kia Morning 2010. Số động bản SRX nhá, biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh đây, quê hương của những làn điệu quan họ trữ tình đây. Xe này trang bị la răng đúc 4 bánh lốp nắp đẹp này. Đấy, các bác nữ nào mà vừa có bằng nhá. Đấy, muốn chọn cho mình một xe số động nhỏ gọn này, tiết kiệm nhiên liệu, bổ túc tay lái đây, để tay lái nó vững nó cứng hơn này. Tham khảo cho em chiếc này. Số động 1.0 máy eco nhập Hàn 205 triệu đồng thôi. 205 triệu đồng thôi nhá. Đấy, các bác nào mà chốt được em nó trên bước sóng ngày hôm nay này, giảm ngay 10 triệu đồng cho mẫu Kia Morning bản nước sơn xám xi này. Đấy, lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi rất, tư nhân chính chủ 94A02019 này, Bắc Linh đây. Đấy. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, Kia Morning này. Đấy, hôm nay bên em thì có vài chiếc 7 chỗ nhá. Đấy, có vài chiếc 7 chỗ này gia đình mình này. Vivante Chevrolet đây. Vivante Chevrolet màu đen 2008 đăng ký là bánh 2010. Đấy, con này bên em bán với cửa tiền là 160 triệu đồng, 160 triệu đồng nhá.
2.0 số sàn, máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp còn zin. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí đàn chân vô lăng. Đầu đài mà mình theo xe này. Đấy, lộ thất còn thơm phức luôn. Đấy, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Vivante Chevrolet 2008 gửi đến đại gia đình mình nhá. Vâng, chào Nguyễn Hà này. Chào những anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Chào bác AZ mùa này. Chào Đoàn Trần, chào Long Cao này. Chào đại gia đình mình nhá. Đấy. Quay kỹ con Vios 2006 à. Ok, quay kỹ Vios 2006 nhá. Nhà mình đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào cứ bình luận đi, cứ comment đi. Để em Tùng quay sâu quay kỹ thôi nhá. Đấy, cho em xin mỗi người 2-3 lượt chia sẻ đi. Lên tường, lên hội nhóm, lên trang cá nhân này. Đấy, lúc chia sẻ ngay chỗ tay em đang chỉ này. Đấy, lúc chia sẻ nhỏ nhỏ xinh xinh này, mỗi người ấm vào 1-2 giây thôi là được nhá. Cảm ơn dân mình rất là nhiều này. Ok, quay kỹ con Vios 2006 cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây, Vios 2006 màu bạc này, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương này. Đấy, một chiếc dòng xe tập lái mà anh quanh hơn 100 triệu một xíu thôi. Hơn 100 triệu một xíu thôi mình nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023 này. Đấy, lộ thất bên trong đây. Đấy, đem quay lộ thất bên trong này. Đấy, lộ thất ghế da này, điều hòa lắm lạnh hai chiều rét buốt nhá. Đầu đài màn hình thì có hãng này. Vô lăng 3 chấu là con này bán có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng cho gia đình mình nhá. Đấy. Bác nào đang quan tâm dòng tập lái của Toyota này, quan tâm cho mẫu Vios đi. Đấy, lồi đồng cuối đá mà phá chứ chắc nó đã hỏng đâu. Cái bền bỉ siêu tiết kiệm nguyên liệu luôn. Đây, lộ thất hàng ghế sau này 135 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào bác Võ Cảnh này, chào bác Đoàn Tránh, chào bác Nguyễn Đức Sáu nhá. Đấy, em đã quay kỹ con Vios 2006 rồi anh Huy Dương Văn ơi nhá. Đấy, cho em xin vài lượt chia sẻ đi, vài lượt like đi anh Huy Văn Dương ơi. Đâu phải báo giá đâu nhỉ, phải báo giá chỗ nào để tiếp tục báo giá này. Đây, có i30 không? i30 thì tạm thời em chưa có nhá, để lại số điện thoại đi. Một vài nữa nó về thì em gọi điện thoại trực tiếp cho nhá. Chưa có i30 anh A Dương Dê ơi. Vâng, tiếp theo đây này, báo giá mình một mẫu số động này. Một mẫu số động nhỏ gọn tiết kiệm liệu màu xanh này, đến từ nhà Kia đây. Kia Morning 205, đăng ký là bánh 206 nhá. Động cơ 1.0 máy eco nhập Hàn nguyên chiếc. Đấy. Số tự động nhập Hàn nhá, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng nhá. Kia Morning bản SX, bản đổ phun kịch đây. Đấy, các bác nào mà quan tâm với nó này. Đấy, thấy em nó mà nhỏ gọn xinh xinh nhá, kết rồi này. Gọi trực tiếp cho em qua hai số Zalo 0347 và 0343540099 này. Đấy, để làm giá nhá, để làm giá tư vấn sâu hơn nhá. Còn bớt sâu mẫu này được nhá. Còn bớt sâu mẫu này được cho anh chị quý vị gia đình mình ạ. Chào bác Phạm Thành Trung này. Chào bác Hoàng Tú này, chào những anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đây, Kia Morning màu xanh đẹp chưa? Đấy, quan tâm cho mẫu này nhá. Kia Morning màu xanh 2004 này. Đấy, số tự động chỉ có 140 thôi. Giá còn bớt còn thượng liêm nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 2004 vừa rồi, tiếp theo đây này, báo giá dành mình nhá. 1.2 số tự động nhập Hàn nhá. Gentrax 2010, đăng ký vào bánh năm 2012. Đấy, 1.2 số tự động nhá. Màu xám xi rất là sạch, rất là đẹp đây. Đấy, la sang đúc 4 bánh, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 12 năm 2022 này. Có option cửa sổ trời panorama này. Sấy gương, sấy kế đủ cả rồi nhá. Điều hòa ô tô, đầu đài màn hình treo xe nhá. 235 triệu đồng. Đấy, Gentrax 2010 nhá. Vâng, chào bác Hạt Cát này. Chào Đỗ Cường, chào Trần Thăng, chốt luôn đi các Trần Thăng ơi. Chào Lê Beng nhá. Chào đại anh chị quý vị. Chào những hàng thân thương trên ba miền của chỗ ô tô đồ ngoại Dương nhá. Đấy, cảm ơn những lượt like, lượt xem gia đình rất là nhiều này. Đấy, buổi tối thì vẫn bỏ ra thời gian để theo dõi chỗ ô tô đồ ngoại Dương nhá. Cảm ơn toàn thể anh chị quý vị gia đình mình này. Hyundai Getz màu xanh 135 triệu đồng báo giá rồi này. Báo giá cho gia đình mình trước này đi. Kia Morning màu be 2016, 1.25 số sàn 4 máy nhá. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu bền bỉ. Đấy, tiên chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. La sáng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đèn gầm phá xương tiêu chuẩn này. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đến tháng 1 năm 2023. Cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi này. Đấy, Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Máy số điện đón thì rất là lành. Đấy, 1.2 số sàn 215 triệu đồng này. Bác làm buổi tối hôm nay chốt được nhá. Giảm 15 triệu đồng cho đầu này, còn 200 triệu đồng tròn thôi. Kia Morning 2016 ạ. Kết báo giá rồi này. Kết 135 triệu đồng báo giá rồi này. Kia Morning màu đỏ báo giá này. Đây còn 3 chiếc ở hàng này. Báo giá tiếp tục cho mình 3 chiếc hàng này này.
La Chatti Cedric 2010, đăng ký vào năm bánh năm 2011 đây, màu đen. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chưa tỉnh đây. Đấy. Rất là dài xe, rất là trường xe nhá. Xe này mang động cơ 1.6 số động này. Đấy, 1.6 số động nhá. La sáng gốc thì được trang bị 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Tay nắm cửa một trạm thông minh để được trang bị trên xe này. Qua phần nội thất bên trong nhá. Nội thất bên trong cho đại mình cùng tham khảo thêm này. Đấy. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình thì cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy. Điều hòa auto 2 chiều Zbus này. Con này nhập Hàn nguyên chiếc là 2010 nhá, đang bán cho anh chị quý vị gia đình nhà mình với cửa tiền 255 triệu đồng thôi. 255 triệu đồng. Đấy. La Chatti Cedric 2010 nhá. Đấy, các bạn nào đang quan tâm dòng La Chatti Cedric này thì bên em đang có 3 chiếc. Đấy, bên em đang có 3 chiếc 2010. Ranh quanh là 255 triệu đồng thôi. Giá còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu được thêm cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đấy, cả nhà anh đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị nhà mình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những bác nào đang lăn tăn mà muốn chọn cho mình một địa chỉ uy tín, chọn cho mình những chiếc xe tin cậy này, đến với chợ ô tô đồ mối Hải Dương, Nam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Đấy, đến để xem xe, chạy thử xe miễn phí luôn nhá. La Chatti Cedric rồi này. Cạnh mẫu La Chatti Cedric vừa rồi này. Tiếp theo đây em xin báo giá cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Đây, hai mẫu Hyundai Grand i10 bản đồ đây. Hãy báo giá một cặp luôn này. Hyundai Grand i10 bản đồ màu trắng 2014 và Hyundai Grand i10 bản đồ này màu bạc này, con này 2014 nhá. Hai chiếc này đều là 2014 này. Đồng giá đây anh chị quý vị nhà mình là 240 triệu đồng. Đấy, 240 triệu đồng cho bản đồ này. La sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. 240 Hyundai Grand i10 bản đồ 2014 ạ. Đấy. Con này thì biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội này. Con này thì tư nhân chính chủ 19A Phú Thọ đất Thổ đây. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được cho hai mẫu xe nhá. i10 trời đúng không? Vâng, tiếp tục lại báo giá dành mình một mẫu tự động và 2 đồng nhá. Một mẫu tự động 2 đồng 2 đầu đây. Kia Pride 2008 nhập Hàn, đăng ký là bánh năm 2010 nhá. Động cơ 1.4 số động. Đấy, mức giá tham khảo cho anh chị quý vị gia đình nhà mình tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng thêm nhá. Đấy, nhập Hàn 2008 nhá. Vô lăng trang bị túi khí cũng như là có nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này. Đấy. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được ạ. Vâng, cháu Nam Trần này, cháu bác sĩ Thắng này. Đấy, bác sĩ Thắng này nhận được xe chưa bác sĩ Thắng ơi? Cháu bác Phạm Minh Phương này, cháu bác Ngoan Thanh này, cháu bác Võ Lưu này, cháu bác Hạt Cát, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Vâng, cháu bác Văn Oai này. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên cho Tùng nào. Để tôi tiếp tục tư vấn cho gia đình mình ơi. Santa Fe 207 rồi này, 310 triệu đồng rồi này. Đây, báo giá tiếp tục từ đây đi. Đây, báo giá tiếp tục từ đây cho mình cùng tham khảo nhá. Cạnh mẫu Santa Fe 207 310 triệu đồng rồi. Tiếp tục đây báo giá gia đình mình này. Kia Morning bản FX, bản nhập Hàn đổ full kịch nhá, đời 2010, đăng ký vào bánh năm 2012. Đấy, với từ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 230 triệu đồng thôi. 230 triệu đồng gia đình nhá. Đấy, cặp đèn pha trái xoài này thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, la sáng đúc lốp nắp đẹp đấy, chi tiết hoa mai la sáng đúc đây. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cộp xe điện. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, cam đồi cam hành trình thì có đủ rồi nhá. Nhập Hàn 2010, bán cho đại gia đình mình với cửa tiền 230 triệu đồng thôi. Máy số keo chỉ sơn si, cột keo này còn zin. Đấy. Kia Morning 2010. Chú gái chú nhá. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 này. Đấy, thì con này là Kia Morning 216 nhá, màu vàng, báo giá đầu buổi livestream này. 216 190 triệu đồng. Hồ sơ cầm tay rồi, sang tên đổi chủ cho bóng lốt nhạc thôi. Vừa rồi là nhiều mẫu Morning khá đời này, đấy cao rồi. Báo giá tiếp cho gia đình nhà mình một mẫu, hai mẫu Morning đi. Báo giá hai mẫu Morning tầm trung, tầm hơn 100 triệu thôi để tránh mưa tránh nắng này, tập lái này. Đây, Kia Morning 2011. Đấy, Kia Morning 2011 đăng ký vào năm bánh năm 2012. Động cơ 1.0 số sàn nhá. Con này bên em bán được chỉ 130 thôi, 130 triệu đồng. Nhưng được
trang bị full đồ chơi rồi. Đấy, tập lái full đồ chơi luôn. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. La sáng đúc 4 bánh này. Đấy, la sáng đúc đa chấu 4 bánh. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình cô va cơ lớn nhá. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, Kia Morning 2/11. Đấy, tập lái mà chỉ có 130 thôi. Full đồ chơi rồi. Giá còn bớt, còn thương lượng thêm cho anh chị gia đình nhà mình ạ. Đấy, chắc Dầu Hoàng này, chắc Văn Oai này, chắc Nam Trần này, chắc đại gia đình mình nhá. Đấy, chia sẻ comment bình luận nhiều lên cho em Tùng đi tiếp tục báo giá gia đình ơi. Cạnh mẫu Kia Morning 2011 với cửa tiền là 135 triệu đồng này. Con này thì có 120 thôi. Con này 120 triệu đồng. Đấy, Kia Morning 208 1.0 số sàn nhỏ gọn tiết kiệm lượng. Đấy, giá không bằng con SH luôn. Đấy, nhỏ gọn tập lái nhá. Morning 208 đây. 120 triệu đồng ạ. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, cứ bình luận cứ comment nhá. Để em Tùng tiếp tục chia sẻ này. Có thể là mạng nó hơi kém một xíu, mạng hơi kém một xíu này. Thì em chưa đọc được bình luận nhá, chưa đọc bình comment của mình này. Đấy, nhà mình cứ bình luận đi, cứ comment đi. Sau buổi livestream này mà em chưa đọc được bình luận cũng như comment của bác nào nhá, thì em sẽ trả lời tin nhắn riêng cho đại gia đình mình ạ. Đây còn dòng đây này. Rồi rồi cũng đã báo giá đến 50 đầu sản phẩm rồi. Đấy, còn loanh quanh hơn 20 đầu nữa để báo giá gia đình mình này. Vâng, cái chiếc máy của em đây này, động cơ 1.2 số tự động này. 1.2 số tự động Gentex 2010, đăng ký làm bánh 2012. Đấy, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương nhá. 34 Chí Linh Hải Dương đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, thì còn sáng còn đẹp không có dị hiệu. Dạn nứt bóng mờ do sương do nhiệt này. Đấy, đèn gầm tiêu chuẩn này, la sáng đúc, có phanh điện chống bốc cứng ABS rồi. Đây, gương kính thì cục xoay điện xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đây, có sân cửa sổ trời panorama này. Đấy, màu đỏ đuôi rất đẹp, sôi động nhá. Có 220 triệu đồng thôi. Đấy, 220 còn bớt còn thương lượng. Đấy, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho gia đình mình nhá. Đằng sau mẫu Gentex 2010 rồi nhá. Này, mình tiếp tục tham khảo dùm em này. Đấy, tham khảo dùm em mẫu này đi gia đình mình ơi. i10 2010/8 nhá. i10 2008 động cơ 1.0 4 máy này. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 130 triệu đồng thôi. 130 triệu đồng. i10 nhỏ gọn tiết kiệm. Đấy, máy số điện đóm rất là lành. Đấy, la sáng đúc đốp náp đẹp. Đấy. Sơn xi máy số kem chỉ thì còn mượt mà còn đẹp nhá, gầm bệ chắc chắn này. i10 2008 130 triệu đồng với gia đình mình nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, các bác nào đang quan tâm mẫu nào bình luận này. Đấy, dạo này mạng rất là kém luôn. Thì em rất là ít khi đọc được comment nhá. Đấy, có comment thì nó hiện, có comment nó không này. Đấy, bác nào mà em chưa đọc được comment thì sau buổi livestream này thì em sẽ trả lời tất cả những comment của anh chị quý vị gia đình của mình. Hoặc là các bác cứ gọi trực tiếp qua hai số hotline này 0343540099 và 0347701777 này. Đấy, em Tùng nhấc máy 24/7 nhá, không kể thứ bảy chủ nhật này. Đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 2008 rồi. Nhà mình tiếp tục tham khảo xem này, một mẫu Hyundai Grand i10 đời cao nhá. Hyundai Grand i10 bản Bay 2016, đăng ký và đăng bánh năm 2017 đây. 1.0 số sàn, nhỏ gọn tiết kiệm nhựa màu trắng rồi mà mẹ mắng cũng mua đây. Bản Bay nhưng được độ la sang đúc 4 bánh rồi. Xi nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. 240 triệu đồng với gia đình mình ạ. Vâng, cháu Hùng Nguyễn này, cháu Nguyễn Quang Đạt này, cháu Nguyễn Hải này, cháu bác Hùng Nguyễn, chào đại gia đình mình nhá. Vâng, tiếp theo đây là chiếc máy quay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đây, Kia Morning số động 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012, động cơ 1.0 máy eco nhá. 1.0 là máy eco này. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu luôn. Tư nhân chính chủ biển 15 Hải Phòng đây. Em sẽ quay một vòng ngoại thất bên ngoài này. Màu trắng cho anh chị quý mình cùng tham khảo thêm này. Đấy, la sáng đúc lốp đáp đẹp, có vành điện chống bó cứng ABS rồi. Bản SLX bản đủ full kịch mà chỉ có 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được thêm cho đại gia đình về đầu Kia Morning nhá. Đấy, màu trắng rất là nhỏ, rất là đẹp đây. Phù hợp với anh chị quý vị nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái này. Tham khảo cho mẫu Kia Morning đi. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, mặt ca lăng mũi hổ thì vô cùng quen thuộc này. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ, xi nhan trên gương cụp xoay điện này, 215 triệu đồng. Cạnh mẫu Kia Morning màu trắng rồi này, nhà mình tham khảo tiếp cho em nhé. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ đây, màu bạc, 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 30 Hạ Lợi Phố này. Đấy, 1.0 số sàn. Đấy, màu bạc rất là đẹp đây.
sơn si máy số keo chỉ còn chất này 230 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Phương chào Lương Nguyệt này, chào Hải Nguyễn này, chào Nguyễn Hùng, chào toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Hôm đằng trước mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh Hyundai Grand i10 rồi này, tiếp tục báo giá cho gia đình đây. La Chetti Ceric 2010 1.6 số động nhé, 1.6 số động, bên em đang báo giá với cửa tiền là 250 triệu đồng, bao rút hồ sơ này, bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ ship xe cho anh chị quý vị gia đình của mình này. Đấy, màu xám đá rất đẹp đây, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Đấy, đem tùng quay phần nội thất bên trong cho lại mình cùng quan sát này. Vô lăng ba chấu túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Đấy, tích hợp các nút tăng giảm âm lượng cũng như là nút nghe gọi rảnh tay này, 1.6 số tự động. Đấy, đầu đài hình theo xe điều hòa ô tô này, 255 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu ngoại Dương, La Chetti Slick màu xám đá đấy ạ. Đấy, con này thì đã có hình ảnh này, video chi tiết rồi nhá. Nhà mình có quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, em tư vấn sâu hơn nhá, làm giá một cách gọi là sát sát nhất, rào giá sát nhất cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chắc bún đậu này, chắc Mai Lan Hoàng này, chắc Lương Nguyễn này, chào đại đình mình nhá. Đây, báo giá rồi đúng không, chỗ này báo giá hết rồi này. Đây, xem còn đầu nào này, đầu nào không nhỉ, để báo giá đình này. Đấy, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá là hết những đầu sản phẩm là hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, cả nhà mình ai đang quan tâm những mẫu xe nào cứ bình luận đi, cứ comment đi để em báo giá là. Rồi, còn chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán như ký gửi những dòng xe đã qua sử dụng này, Lam Trung Nam Sách Hải Dương nhá. Hai số này là 0347 701 77, 0343 540 99 nhá. Các bác đang có nhu cầu tìm những dòng xe nào này, đấy, cứ bình luận, cứ comment lên, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage, hoặc là hai số Zalo đi, em Tùng tiếp tục tư vấn nữa nhá. Vâng, thì sau đây em xin lược lại một vòng quanh chợ ô tô đầu mối Hải Dương để những bác nào mà vào sau mà chưa biết xe có giá chính xác bao nhiêu này, thì em Tùng tiếp tục gọi là báo giá qua một lần cho đình mình ạ. Đây, Honda CRV 2009 nhá, 2.4 số động này, con này 405 triệu đồng nhá, 405 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình này. Honda CRV Kia Morning số tự động tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh quê hương quan họ chữ tình đây. Máy Eco 1.0 nhá, số động này, cần số giấy rác này. Con này bán là 205 triệu đồng. La Chetti 2008 đăng ký là bánh 2010. Đấy, 145 triệu đồng này. Outlander Mitsubishi 2016 565 triệu đồng. La Chetti 207 này, con này báo giá là 140 triệu đồng này. Mẫu Kia Morning bản SI để bán rồi này, còn con Kia Morning trắng số tự động này 2009 này 108 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng này. Vâng, chúc Như Quỳnh này, chào toàn thể anh chị quý bình đang xem đến bây giờ buổi livestream hôm nay nhé, cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, La Chetti 212 190 này, con vai út bản E này bán rồi này. Mazda 626 này, sedan hai đầu tập lái này 140 triệu này. Gen Ascend 2009 này, 165 triệu đồng này. Daewoo Maglus siêu sang này, sedan đầu phân khúc hạng D 130 nhá. La Chetti Six màu đen 2010 này, 258 triệu đồng này. Toyota Innova 2006 nhá, con này báo giá gia đình nhà mình. Đấy, 135 triệu đồng này. Đấy, có nào vào đang nhắn tin, đang bình luận nhá, thì cứ đợi một xíu nhá, cứ đợi một xíu đi, sau buổi livestream này em sẽ trả lời hết gia đình nhá. Đây, Morning số rộng 145 triệu đây. Morning số rộng màu xanh này, 204 145 triệu đồng này. Gentex nhập Hàn 2010. Đấy, con này đang giao bán ở cửa tiền là 235 triệu đồng này. Kia Morning đây, màu Kia Morning màu be này, 200 triệu đồng này. Hyundai Get nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, con này đang bán với cửa tiền là 130 triệu đồng. Kia Morning 2016 này, màu đỏ nhá, hai màu đỏ số sàn này, 190 này. La Chetti Six màu đen này, con này là biển 99 này. Đấy, con này 255 triệu đồng nhá. Đấy, hai mẫu Hyundai Grand i10, một con màu trắng và một con màu bạc nhá, đồng giá bản đồ là 240 triệu đồng này. Đấy, Toyota Vios 2010. Đấy, báo giá anh chị mình gần 195 triệu đồng chính xác nhá. Đấy, nhà mình đang còn quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào cứ bình luận đi, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục tư vấn đây nhá.
Vâng, chào bác Thảo Dương này. Chào bác Cục Lang à, chào bác Như Quỳnh, chào toàn thể anh chị quý khách hàng đang xem buổi livestream đấy nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy thì vừa rồi em cũng báo giá gần một tiếng rồi.